Sáng nay, Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng có 750 hội viên sinh hoạt tại 38 tổ. Những năm qua, Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, duy trì nền nếp sinh hoạt, tích cực học tập, lao động, công tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương Hưng Yên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy gửi lời chúc mừng đầu xuân Quý Mão 2023 tới toàn thể những người con quê hương Hưng Yên đang học tập, công tác, sinh sống tại thành phố Hải Phòng, đồng thời thông tin tới các hội viên thành tựu về phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, gắn bó, tích cực giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ và có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hơn nữa hướng về quê hương, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Tôi cũng rất mừng là tỉnh nhà có là nhiều khu công nghiệp, giải quyết cho rất nhiều lao động của tỉnh nhà cũng như là của tỉnh bạn. Điều đó chúng tôi rất là vui. Là con là cháu của Hưng Yên, tôi cảm nhận rất là phấn khởi, mong rằng tỉnh mình mỗi một lần chúng tôi về lại có một sự đổi thay.